I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a cartoon. Rồi, xin chào tất cả anh em trên toàn quốc cùng toàn thể các bác nhé. Hôm nay bên em ở shop Quyết Bắc Giang nhé, chuyên động cơ xe máy và chế tạo xe ba bánh nhé, tận dụng được con xe máy cũ quay gym nhé. Thì hôm nay giới thiệu cho tất cả các bác cùng tất cả anh em là cái con xe này là em vừa cắt em giao về Thanh Hóa nhé. Thì cái này thì bên em gióng theo yêu cầu đấy, các bác là có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại để góc màn hình nhé, là 0364011683 và 0983198883. Đấy, sau đây thì anh em vừa xem á, thì anh em bớt chút thời gian nhé, anh em cho kênh một nút like, một nút đăng ký kênh, sau anh em xem về cách làm hoặc là hướng dẫn. Thì bên em vừa bán phụ tùng nhá, vừa nhận gióng luôn cả xe. Các bác nào gần nhá, em là Bú Hạ Yên Thế Bắc Giang, các bác ở gần em thì mang xe đến thì là bên em sẽ nhận một mức giá khác, hoặc là các bác cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại bên em nhá. Đây thì sau đây thì bên em giới thiệu nhá, đây là một con xe máy ôi tàu cũ đấy mà các bác không dùng đến nữa, các bác muốn cải tiến thành nó để cho thành cái xe ba bánh các bác chở hàng nhá. Làm ăn bóc hoặc là các bác chở đi quanh quanh trong vườn hoặc là đi gần gặn thì các bác làm nó rất chi là hợp lý mà phù hợp với túi tiền các bác và dễ sửa chữa. Nó ưu điểm nó nhất các bác nhé là cái máy mình dễ sửa chữa này, phụ tùng thay thế bên em đều có sẵn hết, các bác sau mà dùng nó hao mòn nó hỏng thì các bác có dễ sửa chữa. Đây đấy, đây là số tiến lùi nhá, số tiến lùi này, cắt đăng này đấy, nói chung là nó đầy đủ hết số tiến lùi cắt đăng. Cái này thì bên em hàn liền thùng vào rồi nên là nó không ấy. Số tiến lùi này, cắt đăng này, xuống đây sẽ là đầu cầu, sẽ là hộp số phụ này, hộp số phụ nhá. Và đây sẽ là lốp 500-12 nhá, lốp 500-12 là răng dày đen đấy. Và hộp khung hộp này thì các bác tự hàn, tự cắt, tự làm nhá. Thì bên em có cái video nó hướng dẫn cắt đầy đủ hết và các bác chỉ được nhìn theo thôi đấy. Cái bộ phận thụt sau của con uây của mình các bác cho lên đằng trước nhá. Quay đằng trước đấy, thì các bác cắn lên này thì nó sẽ đi rất chi là chắc chắn và nó khỏe nhá các bác nhá. Đấy. Đây. Rất chi là ok. Đấy. Đây. Động cơ thì nếu mà muốn khỏe các bác chơi cái máy 110 là ok nhất. Kéo cần số phụ đi. Đấy, còn nếu các bác là đang đi bình thường mà muốn kéo cần số phụ nó khỏe lên thì là nó sẽ khỏe hơn. Đây. Số phụ nó sẽ lắp gắn đầu cầu. Đây là lốp 450 nhá. Đây. Còn bộ phận cầu đây nhá. Cái cầu thì bên em bán lẻ hết là cầu từ 80 đến 1m1 nhá. 80 đến 1m1, nhíp 5 lá, quang treo nhíp. Đấy, đầy đủ hết. Đấy, còn chi tiết bộ gầm nó như này này. Đấy, nó rất chi là dễ thôi. Về các bác chỉ lắp đôi nhíp vào cái quang treo. Đấy, các bác nhìn rõ đôi quang treo nhíp nhá. Về chỉ cần nhìn video của bên em thôi là các bác có thể làm được. Đấy. Con thùng nó sẽ tùy chỉnh nhé các bác nhé. Các bác thích dài, thích ngắn thì là bên em sẽ, nói chung là cái xe này ấy, thì là các bác cũng không nên làm dài quá, nó áng từ 1m rưỡi, rộng 1m hoặc là 1m1, 1m2 thôi. Còn thùng dài đến 1m rưỡi vì cái trục đo cơ sở nó từ đoạn cắt này, các bác về sau thì nó chỉ rơi vào tầm độ 80 phân thôi, 80 đến 90 là đi nó sẽ đẹp nhất, nó không bị lắc, không bị rung. Đấy. Đây. Còn đây, sau đây thì bên em sẽ thử lùi tiến lại để cho các bác xem một lần nữa. Nó rất chi là dễ thôi. Đây. Đây, lùi tiến đi. Đấy, có cặp số cái là đấy, có cả phanh tay các bác nhá. Đấy. Đấy, cái sản phẩm bên em này bán rất chi là nhiều rồi. Đấy, rất nhiều anh em chế thành công và đẹp. Rồi ngon rồi. Đấy thì bên em có làm đây mẫu để cho anh em có thể tham khảo. Đây, hàn lên đầu cho rắn này. Đấy, vòng lên đây cái các bác lên khung xương nó rất chi là dễ đó. Đấy. Đấy, còn em đây quay tổng thể chi tiết. Còn phụ tùng thì bên em sẽ để trong cái phần mô tả khác để các bác có thể xem được. Cái còn phụ tùng để chế đầy đủ bộ như này thì nó đầy đủ hết để các bác có thể tham khảo được hết. Phụ tùng cầu số lốp nhíp đầy đủ hết. Đấy, còn các bác nào đặt xe thì cứ liên hệ trực tiếp cho em số điện thoại nhá. Rồi, em kết thúc video ở đây. Rồi chào tất cả các bác cùng anh em trên toàn quốc nhá. Đây.
lên là lên luôn. Viêm up, đi qua club, mấy em xinh ngon lên với tay chào.